Chào mừng các bạn quay trở lại với Cine số 7, nơi chúng mình chia sẻ những cảm nhận của chúng mình về niềm đam mê điện ảnh. Mình là Ngọc Lý, người sẽ đồng hành cùng các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Bạn có tin vào học thuyết đa vũ trụ? Bạn có tin rằng khi bạn đang ngồi ở đây thì tại một vũ trụ khác bạn đang sống một cuộc đời hoàn toàn khác? Nếu bạn muốn biết điều đó diễn ra như thế nào thì hãy cùng mình tìm hiểu về bộ phim Everything Everywhere All at Once. Bộ phim đã vượt qua nhiều tên tuổi lớn để đạt tới 11 đề cử Oscar trong năm 2023 và sau đó giành chiến thắng tại 7 hạng mục, bao gồm bộ phim xuất sắc nhất. Vậy điều gì đã khiến cho Everything Everywhere All at Once trở nên đặc biệt đến như vậy? Bộ phim xoay quanh câu chuyện về Evelyn, một người phụ nữ trung niên với những lo toan bộn bề về chồng, con, về cuộc sống gia đình. Ngay từ những phân cảnh mở đầu, bộ phim diễn ra với tiết tấu rất nhanh và cài đặt vào nhiều tình tiết ẩn dụ đặc biệt, thiết lập cho người xem một cái nhìn chắc chắn về những mối quan hệ rạn nứt trong gia đình Evelyn. Để rồi, khi Evelyn cùng bố và chồng làm việc tại buổi giải trình thuế, bộ phim được chuyển hướng một cách đột ngột, đẩy người xem tới những sáng tạo vô biên mà có nằm mơ thì chúng ta cũng không thể tưởng tượng ra được. Hóa ra, Evelyn là người duy nhất có khả năng giải cứu đa vũ trụ trước một thế lực vô cùng nguy hiểm. Để làm được điều đó, Evelyn đã kết nối với tất cả các phiên bản của mình tại những vũ trụ khác nhau, sau đó lĩnh hội những kiến thức, kỹ năng của họ và giành được chiến thắng cuối cùng. Bộ phim không chỉ thành công nhờ vào kịch bản sáng tạo đến điên rồ và phi logic, mà còn có sự góp phần của kỹ thuật dựng phim đơn giản đến không ngờ. Khi sử dụng nhiều ống kính, góc máy và hệ thống filter khác nhau để tạo nên những vũ trụ khác nhau mà Evelyn xuất hiện. Sự có mặt của những tên tuổi nghệ sĩ đình đám như Dương Tử Quỳnh, Quan Kế Huy, Stephanie Ru cũng góp phần quan trọng để tạo nên sự thành công của bộ phim. Còn rất nhiều điều mình muốn chia sẻ với các bạn về Everything Everywhere All at Once. Tuy nhiên, sẽ chẳng có gì hơn khi bạn cảm nhận về bộ phim dưới góc nhìn của riêng bạn. Hãy cùng xem phim và chia sẻ với chúng mình về suy nghĩ của bạn với Everything Everywhere All at Once. Xin chào và hẹn gặp lại!